Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới Nhất. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Hiện tượng mưa lớn kéo dài những ngày qua tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang khiến đập Yeda đối mặt nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Trận mưa lớn nhì năm có một ngày đã gây ra những cảnh tượng được mô tả là ám ảnh đáng sợ, trong đó có cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách đi tàu điện ngầm. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Nhì năm có một trận lũ lịch sử, nước dâng ồ ạt kính cổ hành khách trên tàu điện ngầm Trung Quốc. Trận mưa lớn nhì năm có một tại Hà Nam, Trung Quốc gây ra những cảnh tượng được mô tả là ám ảnh đáng sợ, trong đó có cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách đi vào tàu điện ngầm, một bàn tay chống vào cửa sổ, một toa nâu sắp ồ ạt dâng lên. Nước ở đường hầm là một trong những cảnh tượng đáng sợ xảy ra dưới lòng đất ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, được chia sẻ trên mạng xã hội của Trung Quốc vừa qua. Ít nhất 118 người thiệt mạng, 200.000 người Hà Nam phải di tản khi trận lũ nghiêm trọng ập xuống hôm qua. Theo Reuters, Hà Nam những ngày qua đã chứng kiến trận mưa lũ dữ dội nhất trong 100 năm. Mạng xã hội Weibo và các trang tin tức địa phương chia sẻ những đoạn video ghi lại cảnh tượng đáng sợ khi các nhà hành khách tàu điện ngầm thốt hoảng bám vào những nơi có thể bám trong lúc nước lũ dâng tới ngực, thậm chí tới cổ một số người. Trong đoạn video, nước lũ đầy bùn đất chảy mạnh với tốc độ nhanh khiến nhiều người hoảng sợ. Các bậc phụ huynh nhanh chóng bế con lên khi hệ thống đèn bị hỏng và không gian trở nên tối tăm. Nước tràn vào từ các khe hở trên cửa ngày càng nhiều và tất cả chúng tôi sau đó đứng hết lên, một phụ nữ kể về trải nghiệm đáng sợ trên Weibo. Trong nửa giờ đồng hồ sau khi mực nước dâng lên ngày càng cao hơn trong toàn tàu, bắt đầu từ mắt cá chân lên đến đầu gối rồi lên đến cổ chúng tôi, điện tắt phụt, nửa giờ sau thở cũng thấy là điều khó khăn, một nữ nhân chứng khác kể lại. Sau đó đội cứu hộ đã xuất hiện và phá tàu để kéo hành khách tách ra bên ngoài. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đổ xuống Trịnh Châu và các thành phố lân cận của Hà Nam được xem là nguyên nhân gây ra cảnh tượng trên. Mạng xã hội tràn ngập các dòng cập nhật từ những người đầy sợ hãi vì có thân nhân là người sống ở Trịnh Châu. Họ không thể liên hệ với người nhà khi đường dây thông tin bị gián đoạn. Tầng 2 liệu có an toàn không? Cha mẹ tôi sống ở đó nhưng tôi không gọi được cho họ. Một người lo lắng viết, mưa lớn làm nhiều khu vực mất điện, trong đó có một bệnh viện với 10.000 bệnh nhân. Các nhân viên y tế phải dùng tay bơm oxy vào cho người bệnh ở phòng chăm sóc tích cực. Khi máy thở không thể hoạt động, đường xá tại hàng chục thành phố ngập trong biển nước. Sáng sớm hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tình hình lũ ở Hà Nam rất nghiêm trọng và yêu cầu chính quyền ưu tiên sự an nguy của tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập, lũ lụt Trung Quốc vô cùng nghiêm trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trận lũ chết người ở tỉnh Hà Nam vô cùng nghiêm trọng khi các đập bị vỡ, các nước sông tràn bờ, một số hồ chứa đã bị vỡ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tình hình kiểm soát lũ lụt là vô cùng nghiêm trọng. Đủ rồi, Trung Quốc Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay cho hay thêm, tình hình đang trong giai đoạn nguy cấp. Ông Tập chỉ thị các cấp chính quyền ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời thực hiện cẩn thận và nghiêm túc các biện pháp phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai. Tỉnh Hà Nam hứng chịu những trận mưa lớn do bão từ cuối tuần trước, khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở và gây ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Chính quyền Lạc Dương thông báo mưa lũ đã tạo ra vết thủng rộng hơn 20 mét tại một con đập gần thành phố và cảnh báo nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cơ quan kiểm soát lũ lụt tại Lạc Dương cho biết một số đường nước lớn cũng có nguy cơ vỡ đập, buộc giới chức phát lệnh sơ tán. Một đơn vị quân đội Trung Quốc đã được triển khai đến khu vực để đối phó với lũ lụt và giải cứu người dân gặp nạn. 112 người chết sau khi mưa xối xả làm lật một tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Nhiều người đi bộ được giải cứu khỏi những xoáy nước trên đường phố, trong khi 200.000 người được sơ tán tại thành phố này. Quân đội Trung Quốc cảnh báo con đập cách thành phố Trịnh Châu khoảng 1 giờ di chuyển bằng ô tô có thể vỡ bất cứ lúc nào sau khi bị hư hại nghiêm trọng trong các trận bão lớn. Binh sĩ cũng được triển khai tới các con sông gần đó để gia cố bờ đê bằng bao cát. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, đường xá, mùa màng. Lũ lụt trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ qua, được cho là một phần do xây dựng đập tràn lan. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt trên khắp đất thế giới, cùng các kiểu thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc điều động binh sĩ quân đội ngăn chặn vỡ đập. Tại Trung Quốc, binh sĩ quân đội đã được điều động để ngăn chặn một con đập bị vỡ ở tỉnh Hà Nam trong bối cảnh lũ lụt đang hoành hành và gây thiệt hại. Nước lũ đã cuốn trôi hai con đập ở trung vùng khác của Trung Quốc trong tuần này. Mưa lớn và nước lũ dâng cao gây ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào tuần qua. Các ga tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam chìm trong nước lũ và nhiều phương tiện giao thông bị nước cuốn trôi trên đường. Tuy nhiên, thành phố Lạc Dương ở gần đó cùng với 7 triệu cư dân đã phải đối mặt với một mối đe dọa còn nghiêm trọng hơn, đó là đập Yihetan ngăn nước sông Hoàng Hà tràn vào thành phố đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Lực lượng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA và thông báo rằng có một vết thủng khoảng 20 cm.
đã xuất hiện trên thân đập và làm toàn bộ kết cấu của đập Yihetan có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trong một bài đăng trên Weibo. Một nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc VOA cho biết quân đội đã được cử đến để chuyển hướng dòng nước lũ ngăn vỡ đập. Trang tin tức Shanghai Daily chia sẻ 20.000 binh sĩ và cảnh sát có vũ trang đã được triển khai đến đập Yihetan và một con đập khác ở tỉnh Hà Nam để ngăn lũ lụt gây thiệt hại. Tình trạng lũ lụt diễn ra phổ biến trong mùa mưa ở Trung Quốc trong bối cảnh Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây. Việc xây dựng nhiều con đập đã diễn ra và hệ quả là các con sông từng đưa nước lũ ra khỏi vùng đồng bằng đã bị chuyển hướng. Hai con đập bị vỡ trong cùng ngày ở Nội Mông của Trung Quốc khiến hơn 20.000 hectare đất chìm trong nước lũ. Hàng chục cây cầu và cống bị cuốn trôi, khoảng 16.000 người dân địa phương bị ảnh hưởng, trong đó nhiều người buộc phải đi sơ tán. Đang lũ lụt nghiêm trọng, Trung Quốc lại sắp đón bão số 3. Bão số 3 hiện đang mạnh lên dần trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương và bắt đầu ảnh hưởng đến các khu vực của Nhật Bản. Cơn bão dự kiến có khả năng tấn công Đài Loan, Trung Quốc và các khu vực của Trung Quốc đại lục vào cuối tuần này. Thông tin cập nhật về bão số 3 được đưa ra sau khi cơn bão số 2 mạnh lên nhanh chóng và tiến vào bờ biển phía đông nam của Trung Quốc hôm thứ Ba. Trong đất liền, bão số 2 mang lại tổng lượng mưa từ 100 đến 200mm trên diện rộng cho các vùng từ các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Một số khu vực có thể hứng lượng mưa lên tới 500mm. Đối với bão số 2 là bão số 3, dù chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng đang tiếp tục mạnh dần lên trên Thái Bình Dương vào lúc 17 giờ ngày hôm qua. Sức gió của bão số 3 là khoảng 140km/h. Cơn bão đã mang theo mưa đến các hòn đảo phía nam của Nhật Bản và mưa được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên trong suốt tuần này khi bão số 3 từ từ di chuyển về phía tây. Tốc độ di chuyển chậm của cơn bão dự kiến hàm lượng mưa tăng lên đáng kể. Nhiều hòn đảo phía nam Nhật Bản có thể hứng lượng mưa lên 250mm, thậm chí là 500mm ở những nơi cao hơn. Chuyên gia khí tượng Tam Sitter cho biết, sức gió tối đa gần tâm bão số 3 được dự báo sẽ lên tới 195km/h và đêm ngày mai, Đài Loan, Trung Quốc đang phải đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất trong khoảng 50 năm, nên lượng mưa lớn đột ngột có thể dẫn đến lũ quét và sạt lở đất thảm khốc. Sato nói, bão số 3 được dự đoán tiếp tục di chuyển theo hướng Tây đến miền đông Trung Quốc vào cuối tuần này. Trong khi đón bão, nhiều khu vực ở Trung Quốc đã hứng lượng mưa cao kỷ lục, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các thành phố của Trịnh Châu, Cục Nghĩa thuộc tỉnh Hà Nam. Theo thống kê, ít nhất 118 người ở khu vực miền Trung Trung Quốc thiệt mạng và 200.000 người khác phải sơ tán vì mưa lớn và lũ lụt. Cơn mưa dữ dội cuối tuần trước gây lở đất ở huyện Thu Khúc, tỉnh Cam Túc ở phía Tây Bắc Trung Quốc khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, được đánh giá không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là hậu quả có thể dự báo từ thái độ thờ ơ đối với môi trường của giới chức Trung Quốc. Thảm họa lở đất sau trận mưa lớn hôm qua đã đưa số người tử vong vì lũ lụt và lở đất ở Trung Quốc mùa hè này lên đến hơn 3.000 người trường hợp. Các theo số liệu chính thức, đây là mất mát lớn nhất do mưa lũ và lở đất trong vòng hơn một thập kỷ qua của Trung Quốc. Khu vực phía Bắc của Trung Quốc hiếm hoi chứng kiến một thảm họa như vậy, kể cả sau một mùa mưa dữ dội bất thường khắp châu Á. Tính đến tối thứ Năm tuần này, con số người chết đã lên tới 1.144 người và 600 người bị mất tích, theo Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, người dân địa phương tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều và vẫn đang tiếp tục tăng cao. Các nỗ lực cứu trợ vẫn đang được xúc tiến khẩn trương, song đến nay mưa vẫn chưa dứt, dẫn đến lo ngại rằng có thể còn lở đất còn chưa kết thúc. Những người sống sót đang phải vạ vật trong những túp lều dưới cơn mưa vẫn thối rã hôm thứ Năm vừa rồi, sau khi một trận lở đất mới hôm đêm đã chặn con đường huyết mạch đến huyện Chu Khúc. Thêm vào đó, quan chức y tế địa phương cho biết sự lây lan của dịch bệnh cũng là mối lo lớn hiện nay. Trong hoàn cảnh các cơ sở vật chất y tế và cấp nước bị hư hại trong khi xác người và động vật bị chôn vùi dưới bùn đất, bắt đầu phân hủy. Chính quyền Trung Quốc cho rằng thời tiết bất ổn là nguyên nhân của vụ lở đất, song các chuyên gia tin rằng phát triển thủy điện và phá rừng trong khu vực đã góp phần vào thảm họa. Họ cho rằng đó là một phần thảm họa được báo trước từ sự phát triển thiếu kiểm soát trong khu vực, và nhiều bi kịch tương tự có thể xảy ra ở các khu vực khác của Trung Quốc nếu sự cân bằng của sự tự nhiên tiếp tục bị coi nhẹ. Các nhà khoa học Trung Quốc từng cảnh báo rằng phá rừng ở các khu vực địa chất này nhạy cảm có thể gây ra những vụ lở đất nghiêm trọng, và thảm họa vừa rồi ở Cam Túc có những minh chứng điều đó. Trong các năm 1952-1990, đã có hơn 100.000 hecta rừng trên các sườn dốc bao bọc huyện Chu Khúc bị khai phát, để lộ ra những sườn núi bõ chọc có kết cấu địa chất yếu kém, khó tránh khỏi sói lở. 13 năm trước, một nghiên cứu do hai nhà khoa học Trung Quốc Ma Đông Tao và Huy Long công bố đã cảnh báo rằng các hoạt động phá hủy hệ sinh thái như vậy sẽ gây ra thảm họa lở đất, vùi lấp nhà cửa, đường xá, cầu cống, các công trình nước sạch, hệ thống điện, gây nên chết chóc và thương vong. Dù vậy, cơn mưa dữ dội vừa rồi ở Trung Quốc với những hậu quả khủng khiếp đã được dự báo từ năm 1997 vẫn khiến chiến sĩ Quy kinh ngạc với mức độ của thảm họa. Ông cho biết, lở đất là do điều kiện địa chất nhưng nó trở nên trầm trọng bởi hạn phá rừng. Tôi thật sự không ngờ tới một trận lở đất lớn như vậy. Một bản thảo cáo năm 2006 của Trường Đại học Lan Châu cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lở đất do phá hủy các cánh rừng bao bọc Chu Khúc để khai thác mỏ, thủy điện, nông nghiệp và các dự án phát triển khác.
Theo ông Peng Yongchao, một chuyên gia ứng phó khủng hoảng thuộc Đại học Khanh Hoa ở Bắc Kinh, rút kinh nghiệm kể từ dịch SARS năm 2023, khi Bắc Kinh bị quốc tế lên án vì sự thiếu trách nhiệm, do đó đã che giấu và lơ là với dịch bệnh. Chính phủ đã học được rất nhiều điều về cách quản lý và đối phó với khủng hoảng. Nhờ thế, chính phủ Trung Quốc đã huy động và tập trung kịp thời các nguồn lực xã hội để ứng cứu vụ thảm họa ở Cam Túc. Cũng theo nhận định của một số chuyên gia địa phương, các nhà chức trách Trung Quốc đã đảm nhiệm tốt trách nhiệm cứu hộ và cứu trợ sau thảm họa, duy trì được uy tín mà họ đã gây dựng sau trận động đất Tứ Xuyên năm 2008. Tuy nhiên, các nỗ lực sau thảm họa của Trung Quốc không thể làm dịu đi những chỉ trích vì sự lơ là và các cảnh báo về nguy cơ thảm họa sau hàng thập kỷ khai thác gỗ và phá hủy các dòng sông để làm thủy điện. Chính phủ Trung Quốc đang chịu sức ép dư luận ngày càng tăng sau thảm họa vì điều này. Giáo sư Phan Xiao, một nhà địa chất hàng đầu của Trung Quốc tại xứ Chuyên cho biết, việc xây dựng một chuyến đường cao tốc và hơn 40 đập thủy điện trong vùng những năm gần đây đã gây mất ổn định cho địa chất nghiêm trọng. Song chính quyền địa phương đã bỏ qua cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của xây dựng đập và coi thủy điện như một nguồn thế quan trọng, đóng góp tới 50% vào nguồn thu ngân sách. Thiên tai đáng ra phải được ngăn chặn vì đã có những cảnh báo nghiêm trọng. Trong khi hình ảnh Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đứng cạnh nhân viên cứu hộ được phát đi, giới truyền thông địa phương cũng không quên trích dẫn điệp khúc mà các chuyên gia đã đồng loạt cảnh báo trước khi rằng một tai họa sắp xảy ra. Tin tức từ khu vực xảy ra thiên tai cũng ghi nhận sự tức giận và bất mãn ngày càng tăng của người dân Trung Quốc về những nỗi đau, những tổn thất và những khó khăn mà họ đang phải chịu đựng. Song trên hết là vì tất cả những điều này đã có thể được ngăn chặn nếu chính quyền có một chương trình hành động đúng lúc. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.